Xin kính chào quý bạn đã quay trở lại với channel của Kamisi. Chúng tôi là đơn vị chuyên bán buôn bán lẻ quần GNDAM uy tín số 1 ở trên thị trường hiện nay. Và nếu như bạn đang quan tâm cho mình về những sản phẩm quần GNDAM đẹp, phong cách thời thượng, hot trend cao cấp thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật và theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Kamisi các bạn nha. Ở trên màn hình của quý bạn đây, mình đang có một sản phẩm, đó chính là một chiếc quần bò GNDAM ống suông màu sắc đen mài và có kiểu rách xước nhẹ. Đây là một trong những sản phẩm cao cấp mà bên mình mới cập nhật về và mình cũng muốn giới thiệu ngay tới các bạn cho nóng các bạn nhé. Về đầu tiên, khi mà mình được sờ và mình được cầm vào chất liệu vải thì mình cảm giác nó có một chất liệu vải rất lì các bạn ạ. Không phải lì mà phải nói là cực kỳ lì các bạn nhé. Rất là dày dặn luôn. Cái form quần thì đảm bảo khi mà các bạn mặc lên người thì nó lên form rất là cứng cáp. Cái thứ hai đó chính là cái chất liệu vải ở đây thì nó không có co giãn đàn hồi. Bởi vì cái form dáng ống suông như các bạn có thể thấy là cái ống nó đã to xa sẵn rồi. Nên là các bạn cứ lựa chọn đúng size, các bạn mặc lên thì nó chuẩn size, nó rất là đẹp luôn các bạn ạ. Cái thứ ba thì khi mà mình xem và mình miết ở trên này thì mình cảm thấy là chất liệu vải nó lì nhưng mà nó lại mang lại một cái cảm giác rất là mịn màng và mát các bạn nhé. Đó chính là một trong những cái ưu điểm của sản phẩm quần GNDAM cao cấp. Và màu sắc đen mài mà mình đang có ở đây thì cũng là một trong những màu mà được anh em lựa chọn rất nhiều ở trong thời trang. Bởi vì là màu sắc đen mài nó sẽ giúp cho các bạn không tốn quá nhiều thời gian trong việc mà các bạn phải lựa chọn những cái món đồ nào. Và màu đen thì nó có thể là cân mọi cái outfit. Màu đen ở đây thì nó không hẳn là màu đen tuyền hẳn mà nó sẽ vẫn có một số những điểm ví dụ như là quát bạc và mài bạc và cao xước ở hai bên đùi để đảm bảo khi mà các bạn mặc bên mình thì nó sẽ vẫn mang cho bạn những cái nét đẹp rất là hiện đại và tinh tế. Sản phẩm thì cái phần gấu quần ở đây chúng ta sẽ được cào và làm rách ra như thế này. Và nhìn nó rất là kiểu cách luôn, đúng không ạ? Cái thứ hai đó chính là những đường chỉ may ở trên này thì họ hoàn thiện rất là gọn gàng, tinh tế và họ sử dụng chỉ dù rất là bóng mịn các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn là cái độ bóng của chỉ đúng không ạ? Và với cái loại chỉ này thì nó cực kỳ là bền cũng như là chắc chắn. Cái chiếc đinh tán bằng thép được dập mấu chốt ở các điểm mấu quần như thế này. Và các bạn có thể nhìn thấy là bằng thép thì nó rất là sáng và bằng thép thì cái độ bền của nó rất là cao. Ngay kể cả cái phần nút cài ở đây nó cũng là bằng thép các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy là màu thép thì nó rất là sáng đúng không ạ? Và độ bền của thép thì không bao giờ sợ lo bị hoen gì. Ngay kể cả cái chất liệu vải ở đây thì cái phần cạp quần họ cũng may vải đôi các bạn nhé. Cái cạp này rất dày đó, các bạn nhìn này, đây là hai lớp các bạn nhé. Cái cạp này nó may hai lớp rất là chắc chắn luôn. Còn ở về phía mặt sau sản phẩm của chúng ta thì phần hông nó sẽ có một cái chiếc tắc da bò màu đen và da này thì là da thật 100%. Mà mình bao cho các bạn khi mà các bạn sử dụng, các bạn giặt cái da này nó vẫn còn y nguyên mà không bị nổ hay là hề hấn gì cả. Cái này mình khẳng định với các bạn 100% là như vậy. Còn tiếp dưới đây thì cái phần túi quần các bạn nhé. Cái phần túi quần ở đây thì các bạn nhìn thấy rất là rõ này. Những đường chỉ may họ may cực kỳ là gọn gàng, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ. Và ở cái phần đây, cái phần logo như các bạn có thể nhìn thấy là nó làm rất là bóng các bạn nhé. Và đường may khi mà chạm vào đây nó có gồ lên sờ rất là sướng luôn. Phần nắp túi thì nó sẽ được mài bạc đi một chút và ở phía dưới phần mông như thế này nó sẽ mài bạc đi đó các bạn ạ, cả trước cả sau nó rất đẹp. Đây là một trong những sản phẩm quần GNDAM cao cấp form dáng ống suông với màu sắc là màu đen mài. Và nếu như các bạn cũng muốn sở hữu cho mình một sản phẩm quần bò GNDAM ống suông màu đen mài mới nhất, đẹp nhất và chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ ngay tới Kamisi qua số điện thoại mà mình đã để ở bên phía dưới đây. Mọi thông tin liên hệ khác thì bên mình có để ở bên dưới phần mô tả. Và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như là xem hết video. Mình xin phép kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại và chúc các bạn một ngày bình an, may mắn.